Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Quang Minh Ô tô Tây Đô. Thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cái dòng xe Hyundai mới vừa ra mắt vào tháng 10 này. Thì đó là cái dòng nào quý vị cũng biết rồi ha. Thì trước mặt quý vị đây là con Hyundai Elantra bản máy xăng 2.0 đặc biệt ha. Đó, tại Hyundai Kiên Giang. Thì trên xe này có gì khác biệt với các dòng Elantra khác thì mình xin giới thiệu cho mọi người biết luôn ha. Đó. Thì con này là con màu đen ha. Đó. Bản là 2.0 tự động đặc biệt. Đây mình quay một vòng xung quanh cho mọi người xem. Tổng quan ngoại thất bên ngoài xe Elantra. Rất là đẹp nha, màu đen. Đây, 2.0. Rồi, mình xin giới thiệu về phần đầu xe trước đi. Phần đầu xe thì thiết kế là logo nè, Hyundai đặt rất là to, đặt trên nắp capo và nắp capo sẽ được dọc gân nổi hình chữ V, vuốt sang hai bên. Và mặt ga lăng thì sẽ được sơn màu đen bóng ha. Đối với bản tiêu chuẩn thì là sẽ là đen đen nhám. Đèn nhan thì được sẽ đặt ẩn bên trong mặt ga lăng. Và xe này được trang bị led ban ngày và đèn tự động ha. Và sẽ có 3 bi led. Phía dưới đây thì sẽ có một cái hốc gió ha, hốc gió đó. Hình tam giác luôn. Xe này, trên xe này ở đâu cũng thấy hình tam giác hết. Phía dưới thì sẽ cái cản thì sẽ có một cái viền sơn đen bóng cùng với mặt ga lăng luôn. Rồi, mâm xe thì thiết kế khác với phiên bản 1.6 tiêu chuẩn và 1.6 đặc biệt. Đối với bản 2.0 đặc biệt này thì mâm xe được phay phay CNC ha, hai tông màu, màu đen và màu màu bạc si đó. Mâm thì là vẫn là mâm 17 inch, mâm lớn hơn mâm của phiên bản 1.6 đặc biệt. Lốp là lốp Kumho không gột, lốp của Hàn Quốc ha. Hệ thống treo phía trước thì là sử dụng hệ thống treo là MacPherson, và hệ thống xe treo sau là sử dụng là thanh ngang ha. Và phanh thì là phanh đĩa bốn bốn phanh ha. Phản sáng gầm xe thì vẫn là 150 mm. Kích thước xe thì vẫn bằng với cái con dòng 1.6 tiêu chuẩn và 1.6 đặc biệt ha. Đèn xi nhan sẽ được tích hợp lên gương chiếu hậu ha, thì trên dòng xe nào cũng có. Rồi gương chiếu hậu thì sơn cùng màu với màu xe. Gương chiếu hậu thì gập điện và khóa điện khi mà mình khóa cửa xe luôn. Nẹp cửa kính thì được mạ chrome ha, và tay nắm cửa thì sẽ sơn cùng màu với màu xe và sẽ có một nút bấm lock khóa cửa. Rồi phía sau đuôi xe, tổng thể phía sau đuôi xe thì sẽ có đèn led ban ngày đó, đèn hậu led ban ngày kéo dài sang hai bên tạo thành hình chữ H ha. Và đèn nhan nè, đèn nhan ở dưới, đèn phanh ở trên, rất là đẹp nha. Đó. Cản dưới thì là làm góc cạnh rất là đẹp. Ở đây sẽ có một cái đèn phanh dưới đây nữa, giống như xe thể thao ha. Đây mình quay tổng thể phản sáng dòng xe.
Xe này dài tổng thể là 4m6 75, rất là dài ha. Đó. Thì cabin thì sẽ được vuốt thẳng về sau luôn. Đó. Nhìn rất là đẹp. Này là Elantra thuộc phân khúc hạng C, sedan hạng C ha. Con này rất là hot nhất phân khúc luôn. Giá thấp nhất của bảng Elantra là từ 599 triệu và giá cao nhất là 799 đối với phiên bản N-Line của Elantra. Ở phía sau thì sẽ được trang bị camera lùi và bộ cảm biến lùi ha. Và nút mở cốp thì ở đây. Bấm vào đây. Cốp cơ. Khoang hành lý rất là rộng, có dung tích chứa khoảng 4 đến 500 lít ha. Được, để rất là được nhiều vali và gậy đánh golf gì đó. Ở đây thì sẽ có trang bị cho mình cái dây giật mở sọc hàng ghế phía sau ra ha. Đó, hai bên. Đó, ghế này có thể gập được ha. Đối với 1.6 là không gập được. Ở đây thì trang bị mình tấm nỉ cách âm cách nhiệt. Rồi, tổng thể bên trong là mình đã giới thiệu thì mình sẽ giới thiệu hàng ghế thứ hai, hàng ghế hành khách ha. Do là xe này là xe không phải là xe trưng bày nên là vẫn còn nguyên bọc tem đó, xe này bàn giao cho khách hàng ha. Nó bước vào thì mình sẽ thấy cái bệ tỳ tai, đối với phiên bản 1.6 thì sẽ không có bệ tỳ tai và cốc để nước ha. Phiên bản 2.0 này sẽ có cho mình. Ghế thì là ghế da tông màu đen thôi, nội thất tông màu đen. Ở phía sau thì sẽ có cửa gió và không có cổng sạc ha, không có cửa sổ trời luôn. Loa thì trang bị cho mình là 8 loa, loa tiêu chuẩn của Hyundai thôi. Đây là khoang bên trong khoang nội thất ha. Đó. Thì sẽ có hai màn hình 12,5 inch, một màn hình là giải trí cảm ứng ha và một màn hình là digital và hiển thị tốc độ xe. Ở đây sẽ có cho mình là điều hòa tự động hai vùng độc lập và có chức năng sưởi ghế làm mát ghế ha. Vẫn có sạc không dây và cổng 12V nè. Kết nối cổng USB nè, trời hơi tối ha, để mình mở đèn đó. Đây đây là cần số của chiếc Elantra 2.0 đặc biệt ha. Đó. Ở đây sẽ có camera 360 nè và chuyển chế độ lái. Ở đây thì sẽ có phanh tay điện tử và auto hold. Này thì có để cốc nè, đó mình có thể lấy cái mở ra cốc nước dễ dàng. Vô lăng thì vẫn là vô lăng 4 chấu ha, rất là đẹp. Vô lăng theo kiểu của dòng Creta và Tucson. Rồi, mình sẽ đến ở đây sẽ có cốc hộp để đồ nữa nha. Này. Bây giờ rất là rộng. Để mình để giấy tờ. Rồi mình sẽ tới khám phá cái ghế tài xế ha. Đây, ghế tài xế thì sẽ có chỉnh điện cao hơn phiên bản này. Chỉnh điện là 8 hướng luôn ha, tới lui nè, đó, ngã và chỉnh sống lưng ha. Vô lăng thì có thể vô lăng gật gù. Đây mình chỉnh ghế điện.
Rồi mình sẽ chỉnh chế độ lái cho mọi người xem. Chế độ lái thì vẫn là ba chế độ Normal, Eco, đây trên vô lăng thì sẽ có điều khiển âm lượng, nghe nhạc và kết nối điện thoại ha. Bên này thì sẽ có điều khiển Google Control, đây là điều khiển đèn nè, auto nè và gạt mưa tự động. Đây màn hình có kết nối cả Android Auto và Apple CarPlay ha, có tích hợp bản đồ cho mình. Đó, có nhiều tiếng để mình chạy xe mình không buồn ngủ ha, mưa nè. Màn hình tên ở trên là cảm ứng hết nha. Đó. Điều khiển đề nổ máy là start up nút bấm. Đó. Và trên tay mình đây là cái chìa khóa của chiếc Elantra phiên bản 2.0 tự động đặc biệt ha. Đó, điều khiển có thể nó khóa cửa nè, đều mở cốp nè và đề nổ từ xa ha. Trên đây thì sẽ có một cái vòng tròn, thì đây là cái đối với phiên bản N-Line thì sẽ có một cái nút chuyển chế độ lái ở nằm ở trên này, nó rất thể thao. Đó. Nhiều khách hàng sẽ thắc mắc ở chỗ đó. Đó, nội thất màu đen giả da ha, các đường viền mạ chrome sáng rất là đẹp. Và trước mặt đây là trái tim của chiếc Elantra 2.0 đặc biệt. Đây là khối động cơ 1.999 là tương đương với là 2.0 nha. Động cơ Smart Trim DOHC 16 van hút khí tự nhiên. Công suất tối đa là 153 mã lực và moment xoắn tối đa là 193 Nm. Cho một cái sức mạnh rất là vượt trội, chỉ thua sau phiên bản N-Line. Phía trên nắp capo thì sẽ có tấm cách nhiệt và tiêu âm ha. Nắp capo của chiếc này nó rất là dày và nó nặng. Quý khách có thể đến Hyundai Kiên Giang để trải nghiệm thử. Đó, mình bật lên mình cảm giác nó rất là nặng ha. Hiện tại máy là đang nổ luôn đó. Mình đã giới thiệu sơ qua cái chiếc Elantra 2.0 đặc biệt này. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Mọi chi tiết báo giá thì xin liên hệ số điện thoại bên dưới ha. Sẽ có nhân viên tư vấn báo giá cho mình cách thức mua xe và hình thức trả góp. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau.